tổ hợp địa ốc Đỗ Hoàng chuyên mua bán nhà, chung cư đặc biệt sẽ giúp quý vị short sale không phải trả một chi phí nào cả, mà còn có thể lãnh từ 3.000 cho đến 30.000 khi dọn ra cho nhiều trường hợp khác nhau. Có chương trình Discount for Seller và Bonus for Buyer 714-277-3993. Bình Trần Direct Lender trực tiếp gặp khách hàng không qua trung gian Mortgage Broker. Có nhiều chương trình phù hợp cho mỗi gia đình với phần lợi thấp nhất, lệ phí rẻ nhất 714-497-0797. Đỗ Hoàng kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Tài chánh và Địa ốc hàng tuần vào chiều thứ năm lúc 6 giờ. Sau đây Đỗ Hoàng xin giới thiệu với quý vị anh Trần Bình, đại diện cho Direct Lender. Anh chào Bình. Em chào anh Đỗ Hoàng, chào Bích Du. Bình xin kính chào quý vị khán giả. Và không thiếu sót thưa quý vị, đây là Bích Du, đại diện cho tổ hợp Địa ốc Đỗ Hoàng. Anh chào Bích Du. Vâng, Bích Du xin chào anh Đỗ Hoàng, xin chào anh Trần Bình. Và Bích Du cũng xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Tài chánh Địa ốc qua làn sóng của Vietfay, qua sự tài trợ của DS Realtor. Và chương trình này sẽ được phát sóng vào mỗi tối thứ năm vào lúc 6 giờ. Rất mong rằng quý vị sẽ luôn theo dõi chương trình của chúng tôi để cùng biết đến những thông tin thực bổ ích liên quan tới Tài chánh và Địa ốc. Kính thưa quý vị, và bây giờ để mở đầu chương trình thì Bích Du muốn nhắc đến cho quý vị là quý vị cũng biết rằng là mùa hè sắp đến thì và mỗi năm thì trong thời gian này thì tất cả mọi việc rất là bận rộn trong việc mua bán nhà cửa, đúng không anh Hoàng? Đúng rồi em. Dạ, thì chính vì vậy thì người mua nhà vì phần đông là họ muốn là con em của họ sẽ xong cái phần học của mình, đến mùa hè thì họ sẽ có thời gian để đổi nhà được nhiều hơn, đúng không anh? Thì bây giờ thì quý vị cùng lắng nghe anh Đỗ Hoàng sẽ giải thích về những cái chương trình cũng như là những vấn đề khi mà quý vị đi mua nhà. Vâng, cảm ơn Bích Du. Vâng, thưa quý vị khán thính giả, cái mùa hè thường thường là trong cái ngành lĩnh vực địa ốc và rất là bận rộn, như Bích Du mới nói đó thưa quý vị, là tại vì cái lúc đó đó là vì phần đông là những người có con em đi học, họ không có mưa ngưng ở giữa, cho nên đợi tới mùa hè họ thay đổi. Thì cái đó cho nên cái lúc này là cũng cái lúc rất tốt để cho những người muốn bán nhà, tại vì cái số lượng người mua nó sẽ nhiều và khi mình bán như vậy thì cái nhà nó sẽ nhanh chóng và quý vị sẽ không bị trả giá hay mất giá nhiều. Cho nên vì như vậy chúng tôi có những cái chương trình rất là độc đáo cho quý vị nào muốn bán căn nhà, vì chúng tôi có một số lượng khách rất là nhiều, đồng thời nghĩa là online on waiting list để có những cái căn nhà để chúng tôi bỏ vô, và đồng thời chúng tôi có những cái giá, cái listing price rất là nhẹ nhàng tùy theo trường hợp của quý vị mà chúng tôi bỏ vô để giúp cho quý vị save cái cost của cái listing nhà. Và sau đây có những cái nhờ như vậy, vì chúng tôi quảng cáo rất là mạnh mẽ trên những đài TV, radio và báo chí, cho nên nhờ như vậy căn nhà của quý vị bán rất là nhanh chóng thưa quý vị. Kính thưa quý vị, cũng như anh Đỗ Hoàng vừa nói thì trong tình hình địa ốc đang rất là bận rộn trong thời gian vừa này, mùa hè sắp tới, thì bên cạnh đó thì lại có những quý vị đang lâm vào tình trạng khó khăn là những nhà của quý vị bị underwater, là cái nợ của quý vị còn nhiều hơn cái giá trị của căn nhà, thì lúc đó income thì hụt đi rồi quý vị không làm được loan modification thì tình trạng mất nhà sẽ chuẩn bị sắp tới, nhưng mà quý vị đâu có muốn mình sẽ bị bad credit hoặc là bị ảnh hưởng foreclosure rất là nhiều trong vòng 7 năm, đúng không anh? Thì chính như vậy chúng tôi luôn khuyên quý vị hãy cùng đến gặp chúng tôi để chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị để làm short sale. Và bây giờ anh Hoàng sẽ nói về cái cách thức để làm short sale bên văn phòng của chúng ta. Vâng, thưa quý vị khán thính giả, cho nên cái những khi quý vị đã nghe, chắc quý vị bây giờ đã nghe nhiều và hiểu nhiều về cái vấn đề short sale rồi, thà quý vị để một căn nhà short sale còn hơn quý vị bỏ vô gọi là foreclosure. Vì cái thứ nhất, cái điểm tính dụng của quý vị hay gọi còn gọi là cái credit score nó sẽ damage nhiều khi quý vị bị foreclosure. Và cái thứ hai đó thưa quý vị, sau đây là những cái điểm tránh. Thứ nhất là chúng tôi có một đội ngũ rất là hùng hậu, rất là kinh nghiệm về short sale, đồng thời chúng tôi có làm việc với những văn phòng luật sư, khi mà cần đến liên quan đến pháp luật hay là luật pháp đó thì chúng tôi có thể nhờ đến văn phòng đó để can thiệp, cho nên khi cái short sale của quý vị sẽ được protect, bảo đảm hoàn toàn. Và sau đây là những cái điểm mà chúng tôi sẽ giúp cho quý vị để khi mà quý vị làm short sale đó, cái thứ nhất đó là nhà không bị foreclosure, cho nên quý vị sẽ không bị phập phòng lo sợ, không biết ngày nào sheriff nó đuổi quý vị ra. Và đồng thời toàn những cái short sale này đó, những cái dịch vụ này hoàn toàn miễn phí cho đến quý vị, ngoài chúng tôi giúp cho quý vị ở thêm trong căn nhà hay là có thương lượng để có một món tiền để mình dọn ra. Đó là những điều chính quý vị nhé. Vâng, và rất mong rằng quý vị sẽ gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại 714-277-3993 để có một buổi tham khảo miễn phí. Kính thưa quý vị, còn nhiều lúc quý vị cũng suy nghĩ rằng khi mà bị foreclosure hoặc là short sale thì quý vị ước mơ để mua một căn nhà mới rất là, quý vị đã mất đi ước mơ đó, và quý vị nghĩ rằng cũng ít nhất phải 7 năm hay tới 10 năm thì quý vị mới có thể mua được căn nhà. Nhưng bây giờ quý vị đừng lo vì điều đó nữa, và bây giờ thì anh chồng mình sẽ nói đến cho quý vị biết
biết là trong thời hạn khoảng bao lâu thì quý vị có thể mua lại được căn nhà tùy theo trường hợp. Xin mời anh. Thì cũng như Bích Du cũng nói đó, rất là nhiều quý vị khán giả ngoài đó cứ suy nghĩ là khi mình mua mình bị foreclosure hay là phá sản thì mình phải đợi từ 7 năm trở lên. Nhưng mà bây giờ thì có rất là nhiều chương trình mà chỉ cần có khi mà bị giống như là bị BK phá sản, foreclosure mắc nhà, hoặc là cái trường hợp giống như short sale thì chỉ cần 2-3 năm thì đã có thể mua lại căn nhà rồi, cho nên mình không đợi tới 7 năm nữa. Một phần nữa đó là có rất là nhiều chương trình loan mà chỉ không cần nhiều tiền down. Giống như là có chương trình 3% down mà không cần phải trả PMI, không cần appraisal. Hoặc là 3.5% down mua nhà mà thí dụ không income đủ thì cũng được cho co-sign, những người mà đã có nhà mà ở không ở chung căn nhà được quyền co-sign. Cho nên cái income không đủ thì nhờ một người khác co-sign cộng thêm vô. Dạ đúng rồi anh. Rồi hoặc là chương trình 5% down mà không cần phải trả mortgage insurance cũng có. Hoặc còn nếu mà quý vị nào bỏ 20% down thì cái đó thì quá dễ rồi, cái đó quá đơn giản rồi. Dạ. Còn nói chung với lại tiền lời bây giờ thì hiện tại rất là thấp nữa. Cho nên đây là cơ hội rất là tốt để mà thí dụ mình muốn mua nhà để mà ở hoặc là đầu tư. Vâng, thưa quý vị khán thính giả, khi quý vị nghĩ tới đó là tại vì mỗi một người loan officer, mỗi một cái nhà băng họ vẫn thường thường cái gì loan gì họ cũng làm hết. Nhưng mà cách tránh ở đây đó, anh Trần Bình ở đây muốn giúp cho quý vị, những cái quý vị nào là first time buyer, mua nhà lần đầu hay mua nhà để ở, hay quý vị lâm vào cái tình trạng là bị bankruptcy, foreclosure hay short sale, anh focus những cái người đó để giúp cho những người đó có một cái trường hợp gọi là fresh start, nghĩa là trở lại cái cuộc sống mới. Thì đây là những cái trường hợp cho nên nhiều quý vị nghĩ đó là tôi không đủ 20%, không có thể mua được căn nhà. Nhưng mà vì nhờ anh có những cái chương trình như anh mới mention tới đó thưa quý vị, 3%, 3.5%, 5%, hay là nhiều khi anh có thể giúp cho quý vị những cái chương trình, chẳng hạn quý vị muốn đầu tư mà không đủ income, anh cũng có cách là dùng cái rent để cộng vô income nữa. Cho nên cần khi nghĩ tới mượn nợ mua nhà, nghĩ tới anh Trần Bình quý vị nhé. Vâng, và rất mong rằng quý vị sẽ cùng gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 714-497-0797 để cùng gặp gỡ trực tiếp với anh Trần Bình, và anh sẽ cố vấn miễn phí cho quý vị. Và ngoài ra anh còn làm việc approval cho quý vị nếu đầy đủ giấy tờ và làm việc vào ngày cuối tuần và sau giờ làm việc. Rất mong rằng quý vị sẽ cùng liên hệ chúng tôi để chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị trong việc mua bán nhà cửa cũng như là làm loan hoặc là refinance lại căn nhà của mình. Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi vì thời gian có hạn, chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị Hot Property List tuần này. Và căn đầu tiên Bích Dương muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là một căn đồ ở thành phố Fullerton, có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, rộng 910 square feet, có 2 xe gara gần Orange Grove và Gilbert, giá là 185.000 đô la, và căn này thuộc dạng Beno. Vâng thưa quý vị, cái căn kinh đô này đã được sửa sang và upgrade, nhờ có lò bếp mới, sơn mới, nhà trần cao nên rất là thoáng mát thưa quý vị. Tuy ở trên lầu nhưng mà rất thoải mái vì dưới nhà là cái garage, cho nên không có sợ bị noise những người phiền hàng xóm của mình. Và đồng thời cái này rất tốt cho quý vị đầu tư để mua cho con em mình ở, tại vì để đi học ở Cal State Fullerton hay quý anh con em mình có thể ở một phòng trong một cho xem một phòng nữa, và vừa có lợi là save tiền rent, đồng thời rất lợi để đầu tư quý vị nhé. Mà nếu mà cái căn này mà tính ra mà chỉ cần bỏ 5% down, có nghĩa là dưới 10.000 tiền down thì có thể mua được căn nhà này. Mà em tính ra thử sơ qua cái payment thì chừng khoảng 950 cộng thêm tiền luôn có tiền association mà khách cũng không cần trả cái mortgage insurance nữa. Dạ, cho nên rẻ hơn, rẻ dạ đúng rồi. Rẻ hơn là đi thuê. Đi thuê mà cho nên này rất lợi để đầu tư quý vị nhé, gọi ngay để chúng tôi cho quý vị coi cái căn nhà này. Và bây giờ thì kính mời quý vị cùng đến với thành phố Anaheim, nhà có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1230 square feet, lot size là 7000 square feet, nhà thoáng sáng sủa gần đường Beach và Bo, giá là 330.000 đô la, và căn này thuộc dạng Homebus. Thưa quý vị, cái căn nhà này từ hướng đông, trước nhà là một bãi cỏ rất là xanh mướt, nhà được lát sàn gỗ, cửa sổ là double panel, bếp rất là sáng sủa thưa quý vị, và có ngay cái bếp có cái cửa đi ra sau vườn cho nên rất là thoáng, cho nên tiện cho barbecue hay làm đồ ăn party đằng sau nhà. Và đồng thời đằng sau nhà có cái patio rất là rộng, tiện cho party vào mỗi buổi chiều. Mà em tính theo tại cái căn này là thuộc vào cái chương trình Home Pass, mà Home Pass được là khi mà chỉ cần có 3% down, có nghĩa là khoảng 9.900 để mua căn này mà không cần phải trả cái tiền gọi là mortgage insurance hàng tháng, mà không cần phải làm appraisal mua cái căn nhà này. Tính ra em tính sơ thử cái bài toán khoảng 4.5% thì cái payment dưới 2.000. Mà nếu một khách nào mà không có nợ nào hết, chỉ cần income chừng khoảng 4.500 là mua được cái căn này rồi. Wow.
rất là rẻ ha quý vị ha. Còn bây giờ thì kính mời quý vị cùng đến với một căn nhà có 2 tầng, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm tại thành phố Santa Ana, rộng 2.000 square feet, có hồ bơi rộng đẹp sau nhà, gần đường Warner and Bristol, giá là 388.000 đô la. Vâng, thưa quý vị, khi nghe tới Bristol and Warner thì quý vị nghĩ tới Southwest Plaza, cái căn này gần khu đó. Và cái căn nhà này, nếu mà quý vị làm chủ, rất là phù hợp cho cái mùa hè sắp tới này, vì chủ nhà họ xây cái lối này đó quý vị, là mọi phòng ngủ đều có thể thấy cái swimming pool, cái master bedroom ở trên lầu rất là đẹp, mời ở các balcony đi ra ngoài cho nên nhìn thấy cái view của swimming pool rất đẹp. Chủ họ bỏ rất là nhiều tiền để upgrade cái căn nhà này quý vị, là cho nên để entertain. Mà Đỗ Hoàng bảo đảm với quý vị, khi quý vị làm chủ căn nhà này, tuy cái giá rất là mềm, nhưng mà khi mời bạn bè tới, quý vị sẽ hãnh diện là có một căn nhà rất tuyệt vời để mời bạn bè tới entertain, vì có pool, thôi mời có shower, có phòng khách, có guest room, tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Chi tiết kể không hết quý vị, cho nên xin quý vị gọi ngay cho Đỗ Hoàng lấy hẹn để đi coi căn nhà này. Và bây giờ thì kính mời quý vị cùng đến với thành phố Stanton, nhà có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.315 square feet, với lot size là 7.400 square feet. Thì căn nhà này đã sơn mới, thẩm mới gần đường Dell và Soritas, giá là 340.000 đô la, và căn này cũng thuộc dạng hâm phát. Vâng, thưa quý vị, cái căn nhà này là hướng Bắc, nhà rất là thoáng và sáng sủa, nhà đã được sơn mới, sàn mới, kệ tủ mới, và cái gì cũng hầu như họ đã thay đổi rất nhiều. Và thưa quý vị, cái bếp rất rộng và thoáng, tọa lạc trong cái khu rất là yên tĩnh, gần chợ, gần trường trung học. Mà nói đến homepad thì mình cũng xin lặp lại là khi mà mình mua cái homepad nhà để ở, chỉ cần có 3% down, không cần phải trả PMI hay là mortgage interest hàng tháng, không cần phải làm appraisal. Mà tính ra cái căn 340.000 down chỉ khoảng 10.000 mà thôi, mà payment tính ra cũng chỉ khoảng 2.000 một tháng, mà không phải trả PMI gì hết. Giống như là mình đi rent mà cái này mình ôn căn nhà. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với thành phố Westminster, nhà có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.095 square feet, với lot size là 5.600 square feet, sơn mới, thẩm mới, gần được Edgeworth và Westminster, giá là 360.000 đô la. Vâng, thưa quý vị, căn nhà này hướng nam nên rất là mát mẻ, thưa quý vị. Ngoài ra đó là nhà này có nhiều cây cỏ nên làm cho cái căn nhà nó tươi mát hơn nữa. Nhà có lò sưởi và cái frame được thay mới, nhà được thay thảm mới, sàn gạch mới, màn cửa mới, hầu như tất cả ở trong nhà này đều thay đồ mới hết quý vị. Trong cái bếp thì có granite top và họ cũng đã thay một cái dàn furnace mới thưa quý vị. Trần nhà làm lại cho nên có reset light rất là đẹp và tuyệt vời. Tuy cái square feet nó rất nhỏ nhưng mà vô cái căn nhà này rất xinh xắn, rất đẹp. Bảo đảm quý vị vô căn nhà này, quý vị sẽ fall in love với cái căn nhà này. Mà cũng là với 5% down coi như là cũng dưới 20.000. Mà tính ra nếu mà cái payment hàng tháng luôn thuế bảo hiểm này nọ cũng khoảng 2.100 một tháng mà thôi. Mà nếu như không có nợ gì hết, income của quý vị chỉ cần khoảng 4.500 là mình có thể qualify mua được căn nhà này rồi. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với căn nhà tại thành phố yêu thích Fountain Valley. Nhà thì có 2 tầng, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, rộng 2.270 square feet, có 3 xe gara, lot size là 6.000 square feet. Và căn nhà này gần My Square Park, sơn sửa hoàn toàn như mới, giá chỉ có 620.000 đô la. Vâng, thưa quý vị, như Bích Chiêu nói, cái căn nhà này gần Mount Square Park, anh em chúng tôi vẫn ví von những cái khu này là quận nhất Sài Gòn, Little Sài Gòn đó quý vị. Và cái căn nhà này được nhìn ra hướng Bắc và chỉ cần vài phút đi bộ là đã Mount Square Park. Sân trước nhà và sân sau đã được trải đá, cái kiểu mà đá brick brave đó, rất là đẹp quý vị, mà rất là mắc tiền. Phi vô trong căn nhà đó là double door, thì người Việt mình rất thích nhà có hai cánh cửa đi vô. Phòng khách thì rất là rộng, thoáng, và lò sưởi là có marble thưa quý vị. Trong mời trên lầu có cái master bedroom và cái bathroom đó quý vị, rất là đẹp. Chủ đã bỏ rất nhiều tiền để bỏ cái đó, nghĩa là có cái gọi là cái bathtub, một shower stand different. Và trên lầu được ở dưới nhà lát sàn gạch và trên lầu được lát thảm, cho nên cái căn nhà này rất đẹp, và đồng thời nó là 3 xe garage ngay cái cùng nhất, và giá rất là mềm quý vị, chỉ là 620.000 đô mà thôi. Kính thưa quý vị, mỗi hàng tuần chúng tôi đem đến cho quý vị những cái căn chúng tôi gọi là hot property list, là những căn chúng tôi chọn ra rất là giá, rất là mềm, và những căn rất là độc đáo, những cái location mà quý vị rất là ưa thích. Cho nên xin quý vị đón xem, hay quý vị có thể lên trang nhà của chúng tôi là www.dohoangrealtor.com để coi thêm những cái listing của
chúng tôi. Và rất mong rằng quý vị sẽ gọi ngay số điện thoại 7142773993 để cùng xem những căn nhà này, hoặc truy cập vào trang website www.donghoangretail.com. Còn nếu về vấn đề làm loan hoặc refinance cũng như là làm việc approval letter, xin quý vị hãy gọi ngay số điện thoại 7144970797. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Vâng, Đỗ Hoàng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin chúc quý vị một tuần thật là an lành và thành công trong việc mua bán nhà cửa. Xin chào. Bình xin tạm biệt quý vị khán giả.